Sora đang nhặt hoa anh đào để làm kem hoa anh đào bằng cát. Sao da siêu không mà cô chứ anh chị. Thank you.
quay cho ông bà cô chú anh chị xem cái bịch xả hôm trước thằng mua không bà cô chú anh chị. Mới một tuần thôi mà dạo này trời nó ấm á, độ ẩm nó cao á, xong nó mọc mầm anh, nó mọc rễ nè. Bây giờ thằng sẽ đem đi trồng nha ông bà cô chú anh chị ha. Để thằng quay cho ông bà cô chú anh chị cái cây mồng tơi thằng trồng từ năm ngoái giờ nè. Thì thằng nghĩ là qua mùa đông thì nó sẽ chết á, nhưng mà nó cũng héo héo thôi, vẫn còn chút xíu nè nha ông bà cô chú anh chị ha. Chứng tỏ là cái cây mồng tơi này nó cũng sống được trong cái điều kiện lạnh nhưng mà cô chú anh chị, mặc dù nó bị teo cái phần ấy nè, nhưng mà chỗ này nó vẫn còn sống nè. Thì chắc là thằng sẽ ngắt cái này ra, thằng dâm xuống lại xem nó có lên không nha ông bà cô chú anh chị ha. Cái ban công nhà hàng nó nhỏ lắm ông bà cô chú anh chị ạ, cho nên là mình chỉ quay được cái góc này thôi. Đây là cái năm ngoái, đất năm ngoái mình trồng á, bây giờ nó sới nên nó tơi bớt nhưng mà được chứ. Xe rác người ta đang lấy rác rồi thì nó ồn ghê luôn nhỉ. Hàng sẽ trộn thêm một ít đất mới vào nhau và có chú ý ha. Đất ở bên này thì còn phải đi mua ở ngoài siêu thị nha mà cô chú anh chị ha, chứ không có được ra ngoài công viên đào thì người ta mà phát hiện ra thì người ta cũng bắt được là cũng mệt lắm nha mà cô chú anh chị, thâu tốn thiết tiền mình mua ở siêu thị là được ha. Ở siêu thị thì đất người ta đã giống như cho phân bón qua hết rồi, bón rồi mùn cưa rồi mùn dừa đủ các kiểu hết rồi. Mình về mình chỉ cần bỏ ở trong cái chậu vậy là mình trồng được thôi. Mấy bữa nay trời ấm không bà cô chú anh chị, chồng hằng kêu là về chồng hằng biết hằng thích trồng rau trồng đồ á, hằng kêu trời ấm là em coi ươm cây đi, ươm mầm đi, ươm giống đi. Mà do mấy bữa nay là cũng bận quá không bà cô chú anh chị, xong rồi trời nó cũng mưa xong rồi nó lạnh, nó lại lạnh lại hôm nay chủ nhật nè, nó ấm mới ấm lại đó, cho nên là hàng tranh thủ. Bây giờ hai ba con đang đi công viên chơi rồi, ở nhà hàng tranh thủ hàng ở nhà hàng trồng nha. Hàng tính là trồng với sora mà hai ba con em đòi đi chơi công viên nên là hai ba con đi công viên rồi nha bà cô chú anh chị. Cái chậu cũng nhỏ nên chắc là trồng tận 4 nhánh này thôi, còn có lên không nhau mà có nhớ gì ha. Năm ngói không có trồng, mà trồng nó chưa ra được cái tép nào nữa, mà xong cái mùa đông nó đến mắt nó lạnh xong cái nó héo nó khô hết ông bà cô chú anh chị ạ. À, coi năm nay hàng trồng sớm không biết là có ăn không đây. Đây nó mọc rễ mà nó còn một mầm ở chỗ này này nữa nha ông bà cô chú anh chị. Hy vọng là năm nay là sẽ có xả ăn nha mà có dưa nha. Cái ăn tạo mấy cái lỗ xong rồi cắm xuống cho nó dễ nha mà có dưa chị. Cắm cẩn thận chứ thằng cũng sợ gãy mấy cái rễ của nó quá đi.
chồng bên này là hôm trước là chồng hàng ảnh á, ảnh chồng mà cũng qua mà có biết mà nó rời nó cũng héo queo rồi, không nó ra quả mà xong rồi nó kiểu như không có chất dinh dưỡng không mà có trứng chị, cái nó cũng héo hết, mùa đông đến rồi nó cũng héo hết luôn. Chân chắc là Suya với ba Suya đi chơi về rồi đó. Thì kêu Suya gieo hạt cho mẹ. Mấy cái mồng tơi không mà có chú anh chị là năm ngói là mua ở siêu thị á, mua về ăn với xong còn mấy cái nhánh á, xong cái thằng cắm xuống đất mà nó lên nhiều mà coi như vậy. Thì bây giờ thằng cái nơi cũng nó nhìn nó còi cọc quá à, nhưng mà thằng cũng thử cắm xuống dưới xem coi thử là nó có lên không nha, mà coi chú anh chị ha, trồng cho vui vui vậy thôi chứ không phải là gì đâu, nên là ông bà coi chú anh chị đừng cười hàng nha. Bên này thì hằng sẽ gieo ít rau muống với lại rồi thì gieo mỗi rau muống ha, còn là để cái màu trắng bên này hôm sau hằng gieo ngò rí nè, vì là đất này cũng hết rồi nha cô chú chị, cái bao đất này xài hết rồi không đủ. Sao da về rồi chứ nè, kêu sao da ra tưới nước cho hẳn. Tại cái ngoài ban công nên nó chật lắm không mà có chút da, có chút xíu à. Đây cái bịch rau muống này hẳn mua cũng chắc là cũng phải 2-3 năm rồi nha, mực cái chút nha. Mà vẫn chưa dùng hết. Bao nhiêu hạt ta? Ở đây là họ ghi là gieo cách nhau từ 20-30 cm. Ui, 20-30 cm mà. Có nhầm không vậy trời? Cái Việt Nam mình người ta gieo rất là dày. Thank you.
lên đèo, không biết năm ngoái thằng nhớ là nó không, nó lên 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 con đèo nhưng mà không biết gì. Bình đồ chơi của Soya nhưng mà có chú anh chị mang lấy là hàng tưới cây. Cao sang quá nồi nữa. Ở tôi sang tay hay như này nè. À đi. ママ、力がすごい入ってるよ。
後ろ行って。誰がどこ行くの？寝て。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